xuống hả nè, quả dơ. Ôi, sao thôi, té. Té đâu, vui mà. Té không? Xin chào anh chị, em là Huyền Trang và hôm nay Huyền Trang đang ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị một căn nhà vườn nha. Thì căn nhà vườn mình với diện tích là 1.485 m², anh chị mình hãy cùng Quyền Trang tham khảo coi căn nhà vườn này như thế nào ha. Dạ. Ok con, bây giờ Quyền Trang sẽ giới thiệu cho anh chị về đường đi trước nha. Này là mấy bé hàng xóm, khi mà Quyền Trang đi quay á thì cô hàng xóm mở cửa giùm Quyền Trang đấy, thế là mấy em cũng đi ra chơi với Quyền Trang luôn. Đây, nhà của mình sẽ nằm ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sẽ nằm trên mặt tiền đường bê tông. Đường này thì là xe ô tô 4 chỗ đi vô được thôi, chứ mà 7 chỗ thì vô không được nha anh chị. Đường của mình là cũng là đường thông luôn. Thì ở đây có một căn nhà vườn với diện tích là 1.485 m². Thì hiện tại là chủ đang kêu giá là 4 tỷ và giá cả là mình sẽ thương lượng mạnh luôn ha anh chị. Tại vì chủ đang cần bán gấp lắm luôn. Cái gì vậy con? Nhà của mình với bề ngang là bao nhiêu tiếng? Bề ngang là 33, chiều dài là 42 phải không? Quên anh chị ơi. Tổng diện tích của mình là 1.485 m², trong đó bề ngang á là 2 triệu. Quên nữa à. 33. 2 triệu. Okay. Anh chị thông cảm cho Quyền Trang nha, bề ngang của mình là 33, mình sẽ tính từ ở cái hàng rào mí bên này nè. Mình sẽ đo ngang qua tới hàng rào bên kia luôn. 1.485 m², trong đó bề ngang là 33 và chiều dài là 42 ha anh chị. Nhà mình ở ngoài trước á là em đã thấy là xây hàng rào kiên cố hết rồi. Hình như là nguyên khu vực ở đây á là em thấy là chủ đã xây hàng rào hết rồi nha anh chị, ranh giới rõ ràng luôn. Mà anh chị nhìn cái hàng rào cũng rất là đẹp ha. Ở trên cái mỗi cái hàng rào là đều có cái đèn nữa nè, anh chị xem. Đó. Ôi. Ừ. Thôi vô nhà ngồi đi con. Cô tên gì? Cô tên Quyền Trang. Cái gì vậy con? Sao con nắm quần của cô? Rồi anh chị ơi. Ừ, thôi cho con cầm nè. Cầm nha. Rồi, em mời anh chị cùng Quyền Trang đi vô tham quan nhà nha. Tổng diện tích của căn nhà mình là 1.485 m², trong đó bề ngang là 33 và chiều dài là 42 ha anh chị. Thì do là bề ngang rộng cho nên là một bên là chủ nhà sẽ xây một căn nhà rất là rộng luôn. Cái căn này giống như là một căn biệt thự vườn luôn ha anh chị. Đó, nhìn rất là đẹp nha, một căn biệt thự vườn. Và ở kế bên thì anh chị chủ nhà cũng có xây nhà mát nữa nè, anh chị xem. Đó, thì nếu như mà anh chị nào mà mình có bạn bè thì mình có thể về mình ăn uống chơi ở đây rồi ha. Khu vực ở đây thì rất là rộng luôn. Thì anh chị xem nè. Nó rất là rộng rãi luôn. Đây. Đây anh chị xem. Ừ, chào con. Đó. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ mời anh chị cùng đi tham quan căn nhà chính của mình ha. Thì căn nhà chính của mình á được xây rất là rộng luôn nha anh chị, với bề ngang á là 10 mét luôn. Nhà xây với bề ngang là 10 mét và chiều dài của mình là 20 ha. Thì đất ở đây của mình là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Đó, thì nhưng mà nhà của mình thì nếu mà anh chị muốn lên thổ cư thì mình vẫn lên được. Có điều là hình như là mình phải đóng phạt đó nha. Đấy, hoặc là anh chị cũng có thể nhờ chủ nhà lên thổ cư cho mình ha. Thì nhà này của mình sẽ không có dướng quy hoạch gì hết nha. Bởi vì chủ cũng đang vay ngân hàng khoảng 2 tỷ mấy ha anh chị. Thì anh chị xem nè. Cái khúc ở ngoài này là em thấy là chủ nhà là đã dán gạch lên cao luôn á. Nó nhìn ở ngoài thì nó rất là đẹp luôn. Đấy, đã được dán gạch cao lên. Nhìn nó rất là sang luôn ha anh chị. Rồi bây giờ là em mời anh chị cùng Quyền Trang vô tham quan căn nhà này nha. Thì mới vô thì mình sẽ có một khu vực như thế này. Ở đây có thể là chắc là phòng... qua bên này có thể là bên này sẽ là cái khu vực phòng khách nè anh chị ơi.
À, từ nhà là mình sẽ vô thẳng ở đây, thì ở đây thì mình sẽ có, em thấy là trước mắt là sẽ có 3 phòng ngủ ha. Đó, thì có thể là cái khu vực ở đây rộng rộng thì có thể là cái khu vực phòng khách ở đây nè. Đó, đây phòng khách ở đây rồi, nói liền với nhà bếp đồ ha. Còn ở bên này á, là khu vực, có thể là khu vực phòng thờ ở bên này ha anh chị. Mình có một khu vực ở đây, thì giờ tùy theo anh chị mình thôi, mình có thể là làm phòng khách ở đây cũng được, hoặc là anh chị mình có thể làm phòng thờ ở đây cũng được ha. Đây, chắc là khu vực phòng phòng khách quá hả anh chị, em nghĩ chắc ở đây là phòng khách đó. Đây, nói chung là phòng á, thì đã được dán gạch lên cao rồi nè. Ở trên màu sơn tường á, thì em thấy là màu cũng còn khá là mới luôn. Anh chị mình không cần phải sơn lại, còn nếu không thì anh chị mình cũng có thể sơn lại cho màu nó đẹp thôi. Đây, những cái sông này cũng rất là chắc chắn nha. Cửa đâu nè, nó nhìn ra một vườn cây ăn trái rồi, cho nên là nhà của mình thì rất là mát mẻ nha. Rồi, đây là mình sẽ có một khu vực phòng rộng rãi ở đây. Sau đó là mình sẽ có 3 phòng ngủ. Thì Quỳ Trang sẽ mời anh chị qua một cái căn phòng ngủ bên này đi. Đây, đây anh chị mình xem nè. Anh chị hãy cùng Quỳ Trang vô tham quan căn phòng ngủ này nha. Đó, phòng ngủ thì không có quá rộng rãi nhưng mà cũng không có chật ha, thì cũng đủ để mà mình để một cái giường nè, rồi tủ trang điểm, rồi tủ quần áo đồ ở đây ha anh chị. Đó, mình sẽ có một cái tủ quần áo ở ngay chỗ này, đồ không gian đồ rất là rộng rãi ha, cửa sổ đầy đủ hết nè. Rồi mình cũng sẽ có nhà tắm, nhà vệ sinh trong phòng này luôn nha. Đấy, đó rồi. À, bên kia là một phòng ngủ thứ nhất, thì đây là sẽ là cái căn phòng ngủ thứ hai của mình ở bên này. Đây, đây là căn phòng ngủ thứ hai nè. Nói chung á, Quỳ Trang thấy thì gạch còn khá là mới luôn, từ cái gạch sàn hay là gạch dán hay là cái màu sơn á đều còn khá là đẹp ha anh chị, còn mới luôn á, không có cũ đâu anh chị cứ yên tâm. Đó, đó thì phòng này thì cửa sổ rồi nè, gió rất là thoáng mát luôn. Ở trên luôn kìa, đó, giống như mạ vàng luôn ha, vàng vàng rồi nhìn nó rất là đẹp. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ mời anh chị qua căn phòng ngủ thứ ba nha. Mình sẽ có 3 phòng ngủ. Đây là căn phòng ngủ thứ ba nè. Đây, căn phòng ngủ thứ ba này á, thì cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh luôn. Phòng này em thấy hình như rộng hơn hay sao ấy. Đó, nói chung là vừa đủ để anh chị mình để quần áo, giường, tủ trang điểm và nhà vệ sinh trong phòng. Vậy là mình sẽ có 3 phòng ngủ, trong đó là sẽ có 2 phòng ngủ là có nhà vệ sinh trong phòng luôn ha. Mày một phòng ngủ thì không có. Rồi, em sẽ mời anh chị ra khu vực ở ngoài này nha. Đây, đây có thể là khu vực phòng khách của mình đó hả? Đó anh chị xem. Đó, mình nhìn cửa sổ thì nhìn ra vườn cây ăn trái đồ. Rồi đây là cái khu vực bếp rồi nè anh chị ơi. Đó, bếp của mình. Đây. Đấy. Rồi em mời anh chị cùng Quyền Trang đi khám phá không gian tiếp nha. À, ở đây là mình có một cái con đường đi vô nhà vệ sinh nữa nè anh chị. Nhà mình là 3 phòng ngủ thì mình sẽ có 3 nhà vệ sinh ha. Thì có 2 nhà vệ sinh ở trong phòng và một nhà vệ sinh ở ngoài. Đây là cái khu vực ở ngoài sau nè. Cái khu vực nhà sau này thì lại thêm một cái phòng bếp ở đây nữa. Trời ơi, nó quá là rộng luôn. Vậy là nhà mình sẽ có 2 phòng bếp luôn, một phòng bếp ở trong trong nhà và một phòng bếp ở dưới này ha. Nó có thể là mình sẽ làm bếp ở dưới này chẳng hạn. Ở dưới này thì cũng rất là rộng luôn ha anh chị. Anh chị thấy nè, nếu mà anh chị muốn xây thêm một phòng nữa thì cũng được luôn. Ở trên đó thì mình cũng được, ở dưới là dán gạch sàn rồi còn rất là mới luôn, rồi gạch dán tường ở trên này, rồi màu sơn, rồi ga la phong luôn, tất cả đều còn khá là mới nha. Đó, chỉ có nếu anh chị mà mình thích màu sơn, không thích màu sơn này, mình muốn đổi màu sơn thì mình đổi lại thôi, chứ màu sơn này thì em nghĩ là anh chị mình dọn rồi mình về là ở là được rồi. À, ở đây lại khúc ở dưới này lại thêm một cái nhà vệ sinh khác nữa nha. Đó anh chị nhìn xem. Đó, có thể là có người ngủ ở đây, hoặc là cô giúp việc ngủ ở đây, hay là thích không gian thoáng mát thì mình có thể ngủ ở dưới này ha. Cửa sổ thì khá là nhiều luôn. Rồi bây giờ là nhà của mình đó là ngang 10 dài 20. À, bây giờ Quyền Trang sẽ mời ở hai bên hông nhà của mình đó là đều có một cái khoảng không gian trống nha. Bây giờ Quyền Trang sẽ mời anh chị mình ra vườn ha.
hay là mình quay vườn vậy là được rồi ta. Thì em thấy là vườn ở bên này nè, tại tại vì diện tích của mình là tới 1.485 m² lận, cho nên là em thấy là trong vườn nè he có lá cách nè, có mít nè, rồi có xoài nữa anh chị, rồi có vú sữa nữa. Ủa nhiều loại cây quá vậy, có nhãn nữa nha, rồi chuối nữa, nói chung là rất là nhiều loại cây ăn trái luôn á. Wow. Đó anh chị, bên kia là em thấy là có vú sữa nè, nhãn rồi xoài khá là nhiều luôn, nhưng mà chưa chăm sóc. À có một cái ao nữa kìa anh chị ơi. Nhưng mà dạo này thì chủ để không có chăm sóc á, cho nên là cỏ khá là nhiều ha. Cỏ lên nhiều mình sẽ có trứng cá nữa mới ghê. Miếng vườn này cỏ hơi nhiều ha anh chị. Em thấy là chủ có đào một cái ao giống như đi ngang qua vậy nè. Có thể là lúc về anh chị mình sẽ thiết kế lại ha. Nhưng mà vườn cây ăn trái của mình là có cây ăn trái sẵn nha. Em thấy có mía nè, có mít nè, trứng cá, rồi vú sữa, rồi xoài, rất là nhiều luôn á. Có thể là có nhiều loại cây ăn trái khác mà Quỳ Trang chưa kịp thấy ha. Đấy. Ổi nữa, em thấy có ổi luôn nha anh chị. Nó thì vườn cây ăn trái của mình rất là nhiều luôn. Thì bây giờ Quỳ Trang xin nói lại giá cả của miếng đất của mình ở đây ha. Thì với diện tích á, là 1.485 m², đất cây lâu năm, có giấy tờ sổ hồng đầy đủ luôn, và chủ đang kêu giá là 4 tỷ, nhưng giá cả là thương lượng mạnh nha anh chị, thương lượng cực kỳ mạnh luôn á. Tại vì chủ cũng có chia sẻ là chủ đang đóng lãi là tới mấy chục triệu một tháng lận, cho nên là cần bán gấp 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 lắm luôn nha anh chị. À nhà mình thì có một cái khuyết điểm là ở mé bên vườn á, là em thấy là có đường dây điện ha. Thì đường này là không phải là đường điện cao thế mà là đường điện trung thế nha. Đó. Nhưng mà mình không có bị vướng quy hoạch nha, tại vì em có nghe là tại vì em có hỏi thì giờ em có hỏi là lên thổ cư được hay không, với có vướng quy hoạch gì hay không, thì chủ có nói là đã test quy hoạch xong hết trơn rồi, là đất của mình là không có vướng quy hoạch ha anh chị. Đó, nhưng mà có một cái đường điện như thế này. Ở đây là thuộc về thành phố Mỹ Tho đó anh chị, cho nên những cái đường này thì là đường điện trung thế hoặc là đường mức ở dưới thôi, nói chung là nó vẫn an toàn, và đường điện này nó sẽ đi ngang qua cái phần đất vườn cây ăn trái bên này chứ không có đi qua bên nhà mình ha. Thì cái này thì em thấy là ở thì vẫn ok bình thường thôi. À em quên một điều nữa anh chị ơi, trong đất trong nhà của mình thì không có mồ mả, nhưng bên nhà hàng xóm thì cũng sẽ có mồ mả nha. Em mời anh chị cùng Quyền Trang đi xuống khúc ở dưới này nha. Đây. À anh chị thấy căn nhà vườn này như thế nào ta? Chủ đang cần bán gấp lắm luôn anh chị ơi, được thì anh chị mình về xem ha. Giá cả thì mình sẽ còn thương lượng mạnh luôn đó anh chị ơi. Đây, ở ngoài sau thì mình sẽ còn một không gian như thế này. Cái miếng đất của mình á anh chị, bề ngang là 33. Thì cái em thấy là cái miếng đất của mình nó sẽ đi thẳng xuống luôn, nhưng mà có thể là chủ chừa cái đường đi cho hàng xóm ở bên hông này nè, cho nên nó là cái hậu của mình nó thì nó sẽ bị teo hậu nha. Ở ngoài sau thì còn đường đi vô nhà hàng xóm, và mình bên hàng xóm thì ở bên này ha anh chị nhìn nè. Đấy. Thì cái này là bên hàng xóm nha, vì Trang quay thì quay thật là kỹ cho anh chị xem. Đó. Nhà mình thì bên hông còn một cái khoảng trống nè. Đây, nhà mình thì tính ra thì mình cũng sẽ được nếu như mà mình chỉ tính cái con đường ngoài trước thôi á thì mình chỉ có một mặt tiền ha anh chị. Còn nếu như mà mình tính đường bên hông á thì mình sẽ có hai mặt tiền. Nếu mà tính đường bên hông hai mặt tiền á thì đất của mình nó sẽ không bị teo hậu ha. Quyền Giang sẽ để cái sổ lên cho anh chị mình xem xét nha. Vậy là mình sẽ có hai mặt tiền đường luôn. Một là mặt tiền đường ở ngoài trước, hai là mặt tiền đường bên hông. Đường này á là đường vô nhà hàng xóm nha. Đó. Rồi để Quyền Trang mở định vị lên cho anh chị mình xem. Này, nhà của mình sẽ nằm ở hướng nhà mình sẽ nằm ở hướng Tây Bắc nha anh chị. Nhà sẽ nằm ở hướng Tây Bắc. Đây, em cho anh chị xem nè, nhà nằm ở hướng Tây Bắc nha. Rồi bây giờ tiếp nha. Đây. Đây nè.
Thì anh chị nhìn xem nè, đây là vị trí căn nhà của mình ha. Thì nói chung là nhìn trên sổ thì mình cũng thấy khá là vuông vức luôn anh chị ơi. Đó, trên bản đồ chứ thì một bên là nhà, một bên là vườn cây ăn trái nha. Ở đây thì thuộc về thành phố Mỹ Tho cho nên anh chị mình cứ yên tâm á, là tất cả những cái tiện ích tiện nghi là đầy đủ hết luôn. Thì cái khúc này á, là mình sẽ gần với đường tỉnh lộ 870B nha anh chị. Khúc này sẽ gần đường tỉnh lộ 870B, gần chợ Trung An luôn. Ở đây mà anh chị đi chợ Trung An, rồi trường học, rồi ủy ban đồ á, thì anh chị mình đi á, là khoảng tầm chừng 5 phút thôi. Nhưng mà em thấy là ở đây sẽ được cái là nó gần với cụm khu công nghiệp Trung An nè. Em sẽ bấm từ đây đi ra cụm khu công nghiệp Trung An nha. À đây, từ đây mà anh chị đi ra cụm khu công nghiệp Trung An á, thì mình chỉ đi khoảng tầm chừng 10 phút thôi, là khoảng tầm chừng 4 cây 8 đến 5 cây thôi. Thì anh chị mình nhìn đây nè, đây thấy không tiếng chói hả, để xích vô đây tí xíu ơi, anh chị thấy chưa ta? Nó thì anh chị thấy nè, tại chạy là trung bình trong phạm vi khoảng 5 cây số thôi, thì anh chị mình sẽ tới cụm khu công nghiệp Trung An nè, he tới siêu thị Mỹ Tho nè, rồi mình tới chợ đêm nè, mình tới bệnh viện 120, mình tới trường cấp 3, trường chuyên của Tiền Giang luôn ha, đường Nguyễn Công Bình. Cái khu này là công ty xí nghiệp rất rất là nhiều nha. Còn từ đây mà anh chị mình về bến xe miền Tây thì trung bình anh chị mình đi là khoảng 60 cây số, chạy xe là khoảng 1 tiếng 10 phút là mình sẽ về tới bến xe miền Tây nha anh chị. Và một lần nữa Quyền Trang xin nhắc lại, nhà của mình là ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đường xe ô tô 4 chỗ nhỏ gọn đi được thôi chứ đường bự là mình khó đi nha. Đường của mình được cái là đường thông, điện nước, wifi ở đây là đầy đủ, dân cư thì đông đúc nha anh chị. Và căn nhà vườn của mình với diện tích là 1.485 m², chủ đang kêu giá là 4 tỷ và giá cả là em chỉ được biết là thương lượng mạnh thôi. Thì có gì anh chị cứ alo cho Quyền Trang hay và em sẽ dẫn anh chị mình đi xem ha. Nhà thì sẽ không có vướng quy hoạch gì hết, giấy tờ sổ hồng đầy đủ, đất là đất cây lâu năm chưa lên thổ cư. Nếu anh chị muốn lên thổ cư thì có thể là em nghĩ là mình sẽ đóng phạt đó. Và căn nhà này thì mình có thể vay ngân hàng khoảng khoảng 2 tỷ mấy nha. Thì hiện tại thì em cũng được biết là chủ đang vay ngân hàng cũng khoảng hai mấy, 2 tỷ mấy. Rồi thì em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha. Xin chào anh chị ạ. À.